Thưa quý vị, tiếp nối truyền thống lá lành đùm lá rách và tấm lòng sẻ chia, lợi đạo ích đời của người con Phật. Trong những ngày qua, các tự viện trên nhiều tỉnh thành đã có những hành động nhân ái nhằm giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tại Kiên Giang, đoàn từ thiện chùa Phú Hội do Đại đức Thích Huệ Thường làm trưởng đoàn đã thực hiện đợt từ thiện giúp đỡ bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng biên giới của tỉnh. Đoàn tặng 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm với tổng trị giá 20 triệu đồng cho sư tăng ni, nhà hảo tâm đóng góp với mong muốn bà con luôn nỗ lực trong cuộc sống. Còn tại Sóc Trăng, Đại đức Thích Đức Lộc và sư cô Thích Nữ Trung Hiếu, nhóm bước chân an lạc đã đến chùa Từ Thuyền, thành phố Sóc Trăng để trao tặng hơn 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn địa phương. Tổng kinh phí của đợt trao quà này là trên 60 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Trong khi đó, nhân tháng cao điểm vì người nghèo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trần Văn Hồng, xã An Sinh. Đây là hộ gia đình đặc biệt khó khăn miền núi và có người bị bệnh hiểm nghèo. Trong chương trình này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã đóng góp 50 triệu đồng vào vật dụng sinh hoạt gia đình.